Hello everybody, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá tựa game đầu tiên nha. Ojin 3, let's go. Tựa game này thì các bạn sẽ đóng vai là một người phụ nữ. Sau đó thì sẽ vào trong một căn phòng, trong 4 căn phòng này. Thì các bạn có thể chọn căn phòng nào cũng được. Mình sẽ chọn Medham. Và trong tựa game này các bạn phải vào tìm kiếm 5 chiếc chìa khóa. Nếu mà các bạn may mắn thì tìm được hộp dương, không thì thôi. Và chỉ cần 5 chiếc chìa khóa thôi là các bạn sẽ thoát khỏi ngôi nhà này. Và ngôi nhà này bên trong thì sẽ có Slenderman. Khi gặp Slenderman các bạn phải chuồn đi thật nhanh hoặc là quay đi chỗ khác. Không là khi các bạn nhìn ông ta một lúc lâu, các bạn sẽ bị bắt ngay. Và các bạn phải đi tìm xung quanh những căn phòng như thế này và tìm những chiếc chìa khóa ở trong căn phòng này. 5 chiếc chìa khóa là các bạn có thể chạy thoát được khỏi ngôi nhà này. Rồi ok. Và đây là chiếc chìa khóa thứ hai. Let's go. Làm tí máu đi. Đây, may mắn mình đã được một hộp dương. Ok. Mình nghĩ có thể ông ta đang ở gần đây. Đây, chiếc chìa khóa thứ 3. Wow, wow, ok. Đường này không biết có đường đi không. Chỗ này chắc không có gì. Wow, ông ta đấy. Chạy thôi. Chứ chìa khóa thứ 4. Let's go. Và chỉ có một chiếc chìa khóa nữa thôi là các bạn đã thoát ra khỏi nhà ông ta luôn. Rồi mình sẽ đi xuống đây xem thế nào. Ok, let's go. Phòng bếp bên trong này. Rồi, đi thẳng vào đây xem. I should get out of here. Let's go. Còn máu liên tục thôi, nếu không sẽ chết mất. Wow, wow, wow. Ok, lên cầu thang thôi. Biết đâu lại ở trên này lại có. Wow. Làm tí máu luôn. Rồi, đi vào trong này xem có gì không. Keys. Ok, wow. Ông ta đang ở đây. Chạy thật nhanh. Chỉ còn một chiếc chìa khóa thôi. Nhưng mà nó rất là ẩn náu ở chỗ nào đó mà mình vẫn chưa tìm thấy đâu. Chắc mình nghĩ là ở bên dưới hoặc là trong một căn phòng nào đó. Một căn phòng khép kín nào đó. Thì ok. Let's go, let's go. Rồi, và khi gặp một cái lọ thuốc máu nào, các bạn uống ngay. Bởi vì nếu không thì máu chảy ra các bạn cũng sẽ chết thôi. Và khi chưa kịp tìm là các bạn đã chết rồi. Bởi vì nếu các bạn không để ý đến cột máu ở đây. This is no dream. It's really happening. Okay, let's go. Đây rồi, đây là chiếc chìa khóa cuối cùng. Chưa? Và mình đã thoát khỏi ngôi nhà của ông Slenderman này. Chạy thôi. Okay, bye bye ông ta. This time,
I managed to rescue. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ hai, Granny Chapter 2. Đây là một tựa game khá là hay và hot trong những tháng vừa qua của hãng Devolos. Play. Let's go. One day. I see you. Ok, mình phải giữ ông ta ra đây. Rồi. Wow, có cả bà kia. Mình sẽ chuột đằng này. Vứt cái này ở đây đi. Sau đó thì mình sẽ lên trên. Wow, và ta lên đây rồi. Thế thì mình trốn luôn trong này. Ok, let's go. Let's go. Ở đây có một phần ba bức ảnh và một khẩu súng điện. Trước mắt thì mình sẽ lấy khẩu súng điện này. Ok. Tưởng tiếng bước chân ở đâu thế? Là to. Đây rồi. Mình sẽ ủi ông ta ngã xuống. Sau đó thì mình sẽ lấy chiếc chìa khóa của ông ta. Wow, hai ông bà này nằm với nhau thôi thì chết. Ok. Ủa, ông ta ra đây. Đây là chiếc chìa khóa mà của cửa phòng ông ta. Let's go. Và mình sẽ mở ra. Ok. Ở đây xem có gì không. Không có gì. Miss một miếng thịt sống. Wow, nhìn cái con này kiếp thật. Ok, let's go. Các bạn cứ vận chuyển tất cả lên trên cái phòng đó.
Ok, let's go. Wow. Bị đánh gục rồi. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ 3. Slenderia Asylum. Đây là một tựa game bóng ma trong bệnh viện. Ở tựa game này thì các bạn phải đi tìm tất cả các phòng, tìm 8 tờ giấy. Thì khi tìm đủ 8 tờ giấy các bạn sẽ thoát ra khỏi tựa game này, thoát ra khỏi ông bà vợ chồng ma này. Đây còn ông quỷ nữa cơ, nhưng ông ta chắc đang ở bên trong. Mình đang ở rìa ngoài cho nên mình sẽ không sợ gặp ông ta. Let's go, let's go. Nhưng mình nghe tiếng ông quỷ đang ở gần gần đây rồi. Chỗ này không có gì. Đây như kiểu là một phòng ăn. Mãi mà chưa có một tờ giấy nào luôn. 4 phòng rồi. Let's go. Đôi lúc thì dán lên ở các bức tường, cho nên các bạn phải để ý xung quanh tất cả nhá. Mình sẽ đặt thêm chiếc chìa khóa nữa. Ok, let's go. Vẫn chưa thấy đâu. Wow, có vẻ là tờ giấy đó chắc là nằm ở bên trong sâu rồi. Ok. Đây rồi, tờ đầu tiên. Wow, cái ma xuất hiện rồi. Vừa mới tìm được tờ đầu tiên mà nó xuất hiện luôn. Wow, wow, wow. Tờ thứ hai, let's go. Đó, các bạn cứ đi xung quanh bệnh viện này. Khi các bạn đi hết rìa ngoài rồi các bạn lại đi vào rìa trong. Sau đó thì các bạn sẽ tìm được 8 tờ giấy. Lúc đó thì các bạn sẽ thoát khỏi ngôi nhà này, thoát khỏi vợ chồng ông bà ma này. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Slender High Free. Ok, let's go. Và tựa game Slender High Free này thì nó sẽ cho các bạn hai map. Map thứ nhất là map buổi tối và map thứ hai là map buổi sáng. Và trong những cái map này các bạn vào chơi thì các bạn phải đi truy tìm những con ma đang chạy xung quanh cái map bản đồ này. Và khi đó thì các bạn sẽ phải đi săn lùng ảnh nó, săn lùng nó và chụp bức ảnh. Thì các bạn phải săn lùng và chụp ảnh 7 con ma thì đối với các bạn mới thoát được khỏi trong một cái ngôi nhà này. Đây là một như kiểu là biệt phủ, biệt thự từ thời xưa, đã để hoang rất là lâu rồi, cho nên có ma và có ông Slender ở trong này. Rồi mình sẽ ra ngoài này xem thế nào. Vừa nãy gặp một con ma mà không biết ở chỗ nào. Xuống đây xem, thường thường thì nó hay chạy xuống dưới đó. Ok, let's go. Đây rồi, gần đây. Mình thử đường này xem thế nào.
One. Đó, các bạn cứ đi xung quanh và tìm kiếm những con ma nó đang lẩn vẩn ở trong căn phòng này. Sau đó thì các bạn sẽ truy lùng và săn lùng ảnh nó. Và khi gặp Slender, các bạn quay đi thật nhanh. Đó, quay đi thật nhanh. Chuồn luôn vào trong này. Ok. Khi săn lùng được 7 con là các bạn đã hoàn thành được game. Và các bạn sẽ thoát khỏi ngôi nhà này. Rồi ok, và bây giờ thì các bạn cùng mình khám phá đến tiếp theo nha. Let's go. Granny Chapter 1. Rồi bây giờ thì mình sẽ chui vào trong đường này. Ở đây có một đường tắt này, lối tắt đi xuống dưới nhà, hoặc là các bạn có lối tắt để đi xuống một cái ánh nước, có rất là nhiều lối luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ xuống đây xem trong này có gì không. Không có gì. Ok, let's go. Rồi đầu tiên thì mình sẽ ủi cái này ra đã. Có gì thì mình sẽ chuồn vào trong này. Đây là một bình ga. Rồi, bà ta chuẩn bị xuống đây rồi. Mình sẽ chờ bà ta xuống. Let's go, chuồn nhanh thôi. Rồi mình sẽ chui ra đằng sau. Ok, một chiếc chìa khóa. Play house case. Oh my god, bà ta đi rông nhanh thôi. Không hiểu sao mình không chưa nghe tiếng bước chân mà bà ta đã bắt mình rồi. Ok, và bây giờ thì các bạn cùng mình khám phá tựa game tiếp theo nha. Đây là một tựa game ma rất là hay và hot. Ok, let's go. Ok. Oh my god, ở trên này trói quá nên mình không nhìn thấy gì. Đâm ra lại bị con ma nó bắt mất. Wow.
So ok, và bây giờ thì các bạn cùng mình khám phá tựa game tiếp theo nha. Đây là một tựa game của thuộc hãng Win Game, Grandi và Kadesco. Hai con bò già và một con chó. Con chó này thì chắc ở ngoài nhà, còn ở trong nhà thì mình vẫn chưa thấy nó đâu. Như khi sang phần 2 là các bạn sẽ thấy con chó đấy. Còn phần 1 đây thì các bạn đang ở trong nhà và các bạn sẽ không xem nhìn thấy một con chó. Phần 3 thì các bạn sẽ ở trong một như gần một trại tù. À không, phần 3 là như cũng ở trong một khu vườn. Cái khu vườn đó rất là rộng và như kiểu ở trong một nó gọi là gì nhỉ? Cái kiểu như là đi như kiểu đi cắm trại. Và khu đó thì rất là rộng. Và phần 3 thì các bạn không nếu mà không cẩn thận là sẽ bị bắt ngay. Bởi vì phần 3 rất là khó luôn. Hình như có người vào đây, đi vào đây. Ok, let's go. Phòng bên này xem có gì không. Một chiếc cờ lê. Phòng này thì đầy máu me luôn, sợ thật. Ở đây là gì? Một chiếc chìa khóa màu xanh, không biết mở gì đâu. Thôi chết rồi, bị bao vây thì chết. Wow. Oh my gosh, ông ta bắt mình nhanh thế nhở. So ok, và bây giờ thì các bạn cùng mình khám phá được cái tiếp theo nha. Mr. Granny. Vào đây, let's go. Ông Mr. Granny này nhìn rất là hãi luôn. Nhìn phong cách kiểu giống ông bán thịt heo Mr. Smith. Nhưng mà ông ta nhìn có vẻ là hung dữ, dữ tợn hơn ông Mr. Smith nhiều. Nhìn mặt ông ta khiếp hơn. Đây thì một cái máy giặt. Mình sẽ chui sang đây xem. Ở đây có một cánh cửa, chui vào đây. Wow. Cái gì đây? Một cái bóng đèn. Mình cầm chai rượu này không biết nhắm vào người ông ta có cái gì không. Oh my gosh, nhìn ông ta kinh thật. Wow 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 wow. Một số đêm mình đã bị ngất ở đây. Đây là trong phòng bếp rồi, chuẩn với em. Và khi mình cử động sẽ có tiếng kêu. Cắt cây. Oh my gosh, bị đẩy ra. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.